Cập nhật chuyển động bóng đá trên Giấc mơ bóng đá TV. The T Việt Nam báo tin cực vui cho NSM. Mới đây, địa điểm lưu trú của The T Việt Nam vừa phát hiện có ca dương tính với COVID-19. Sau buổi tập chiều ngày 6 tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 7 tháng 11, theo thông báo từ cơ quan y tế, toàn bộ thành viên của tuyển Việt Nam đều có kết quả âm tính. Ngày 8 tháng 11, The T Việt Nam sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Nhằm đảm bảo an toàn, toàn đội sẽ xét nghiệm COVID-19 2 ngày lần. Đội ngũ trọng tài, giám sát, thành viên ban tổ chức, quan chức FIFA, AFC, bác sĩ, điều phối viên, đội khách cũng sẽ xét nghiệm tương tự. Trở lại với buổi tập vào chiều ngày 6 tháng 11, đội tuyển quốc gia đã đón chào sự trở lại của huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Kim Tae-min, bác sĩ Choi Soo-young và 9 cầu thủ U23 mới được bổ sung là thủ thành Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong các buổi tập. Toàn đội rất tập trung để hướng tới trận đấu với Nhật Bản.